Con gái Phạm Quỳnh Anh nhận thông báo gây choáng từ nhà trường, sốc hơn khi không được học lớp 1. Tuệ An, con gái thứ hai của Phạm Quỳnh Anh khiến mẹ nức mũi tự hào khi có thành tích học tập siêu khủng, nhận tin vui từ nhà trường mà ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Chưa hết, sốc hơn nữa là việc Tuệ An còn không cần phải học lớp 1. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa chia sẻ tin vui về tình hình học tập của con gái thứ hai là bé Tuệ An. Cô đăng tải ảnh chụp tin nhắn của nhà trường xác nhận Tuệ An là một trong những học sinh được đặt cách dùng bữa ăn riêng với giáo viên. Theo đó, bữa ăn được nhà trường chuẩn bị với hình thức sang trọng, lịch sự. Cụ thể, nhà trường thông báo như sau: tuần này, con của phụ huynh đã vinh dự được lựa chọn trong nhóm học sinh được cùng dùng bữa trưa với các thầy cô tại trường. Để đạt được thành tích này, em đã thể hiện là một học sinh luôn tuân theo những quy định của nhà trường trong giờ ăn. Em cũng được chọn một bạn thân cùng tham dự với em trong bữa trưa đặc biệt với cô Mary, thầy Darak, thầy Mark và một số học sinh ở các khối khác. Bữa ăn được diễn ra tại những bàn ăn được bày trí vô cùng sang trọng và lịch sự. Các em cũng được trò chuyện với các thầy cô và các bạn khác. Cuối bữa ăn các em còn được thưởng thức một món tráng miệng ngon lành. Chưa hết, giọng ca Bụi Bay Vào Mắt chia sẻ thêm lời nhắn của giáo viên dành cho bé Tuệ An. Theo lời giáo viên, Tuệ An không cần tham gia lớp hỗ trợ buổi sáng nữa, thay vào đó có thể học tại nhà. Cuối lời, giáo viên khen tặng nhóc tì, Jenny vượt lên rất nhanh và học rất tốt ạ. Đăng kèm bài viết, Phạm Quỳnh Anh không khỏi tự hào về thành tích học tập của con gái. Cô vui vẻ cho biết, cảm ơn Jenny Tuệ An, ngày nào cũng cho mẹ một vài tin vui, bao lỗi lầm cũng sẽ được tha thứ. Sau khi đăng tải, thành tích học tập xuất sắc của con gái Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Qua đó, người xem bày tỏ sự nể phục đối với tài năng vượt trội của bé Tuệ An. Được biết, con gái thứ hai của Phạm Quỳnh Anh năm nay 6 tuổi, hiện đang học lớp 2 tại một trường quốc tế. Thời điểm được mẹ dẫn đi làm thủ tục vào tiểu học hồi tháng 5 năm 2023 vừa qua, Tuệ An được vào thẳng lớp 2, không cần học lớp 1. Phạm Quỳnh Anh từng cho biết, dẫn em đi test lớp, em được tuyển thẳng vào lớp 2 làm mẹ nhớ ngày xưa chị Tuệ Lâm cũng như thế, cũng là căn phòng thân thương này. Thanh niên chữ to của mẹ giỏi lắm, chúc mừng em bước vào hành trình mới của cuộc đời. Chia sẻ thêm về thiên thần thứ hai, nữ ca sĩ cho biết Tuệ An là cô bé thông minh, lém lỉnh. Cô cho biết ái nữ 6 tuổi có tính cách sâu sắc, cẩn thận và chu đáo. Không chỉ Tuệ An mà Tuệ Lâm, con gái đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh cũng được miễn học lớp 1. Từ bé, Tuệ Lâm đã thể hiện tố chất thần đồng khi bộc lộ sự thông minh vượt trội, có thể viết và đọc từ sớm. Bên cạnh đó, Tuệ Lâm và Tuệ An còn nhận cơn mưa lời khen vì rất chăm ngoan, lễ phép. Phạm Quỳnh Anh cho biết hai con gái lớn chủ động giúp mẹ nhiều công việc và cực kỳ yêu thương em gái út dâu y. Nhìn thành tích học tập khủng cũng như sự trưởng thành của các con Phạm Quỳnh Anh, dân tình không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của nữ ca sĩ. Chia sẻ thêm về cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh, từ khi công khai có con chung với bạn trai bí ẩn vào năm 2022, nữ ca sĩ giờ đây êm ấm bên người yêu và ba con gái. Tuy nhiên đến nay, cô vẫn giữ kín diện mạo và danh tính bạn trai. Thời gian qua, cô thoải mái cập nhật hoạt động vui chơi, chăm sóc gia đình.